Svaz Nguyễn mến chào tất cả quý vị Mình thấy ở Đức nhiều người muốn mua nhà Hỏi là nếu mua nhà mà nhà đó đang cho thuê Thì có lấy lại để ở được hay không Cho nên hôm nay mình làm video này Để giải đáp chính xác nhất từng trường hợp cụ thể Về vấn đề này Vì nó từng xảy ra đối với mình Và mình đã phải trả số tiền sắp xỉ gần 10.000 euro Cho luật sư để giải quyết vụ việc vậy thì trường hợp nào được phép lấy lại để ở trường hợp nào thì không được phép lấy lại để ở đều phải căn cứ theo luật mời mọi người theo dõi đến hết video để biết từng trường hợp cụ thể tại sao được và tại sao không được nhé nếu quý vị chưa có nhà bây giờ mua nhà với mục đích để ở thì trường hợp thứ nhất nếu căn nhà đó trên giấy thuộc dạng i family in house là nhà dành cho một gia đình thì theo luật được phép lấy lại nhà đó để ở nhưng quý vị cẩn thận đọc trên hợp đồng công chứng trước khi ký vì luật là một chuyện nhưng mà khi có tranh chấp xảy ra thì sẽ dựa trên hợp đồng công chứng để giải quyết vấn đề. Trường hợp này nếu trong hợp đồng công chứng có ghi người mua phải tiếp tục hợp đồng cho thuê thì lúc này người mua rất khó có thể lấy lại nhà để ở. Trường hợp thứ hai nếu căn nhà đó trên giấy tờ là Zwei Family House là nhà dành cho hai gia đình thì cũng được phép lấy lại để ở nếu trong hợp đồng công chứng không ghi là người mua phải tiếp tục hợp đồng cho thuê. Nhưng lỡ người thuê nhà chống cự không chịu dọn ra, bắt buộc mình phải nhờ đến luật sư can thiệp, thì lúc này luật xử như sau. Luật sư sẽ xét lại căn nhà này có tổng diện tích là bao nhiêu mét vuông và tổng cộng có mấy căn hộ riêng biệt, căn hộ riêng biệt có nghĩa là căn hộ có đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, nhà tắm và có cửa ra vào riêng. Nếu căn nhà này có diện tích nhỏ chỉ đủ cho các thành viên trong gia đình người mua ở thì lúc này luật sư sẽ quyết định buộc người thuê phải dọn ra. Còn nếu trường hợp căn nhà đó có diện tích lớn và có từ 3 căn hộ trở lên gia đình người mua không thể sử dụng hết thì lúc này nếu buộc phải ra tòa thì phần thua có thể sẽ nghiêng về người mua. Có khả năng tòa sẽ xử buộc người mua phải tiếp tục hợp đồng cho thuê, không được đuổi người đang thuê ra khỏi nhà. Nhà mình mua nằm trong trường hợp này, đó là nhà có diện tích sử dụng 320 m2, có 3 tầng, mỗi tầng một căn hộ riêng biệt có cửa ra vào riêng. Tầng trên cùng có diện tích 100 mét vuông đã cho thuê trước đó 7 năm. Khi mình mua mình đã không quan tâm đến việc lấy lại phần diện tích cho thuê đó bởi vì mục đích của mình là cũng tiếp tục cho thuê. Cho nên trước khi mua mình cũng đã thỏa thuận với người thuê là tiếp tục cho họ thuê. Cho đến khi mình dọn về ở được gần một năm nhưng mình vẫn bị con chó người thuê nhà làm phiền nó không làm quen được với chủ mới nó liên tục sủa khi nhìn thấy vợ chồng mình ra vào hơn nữa con chó đã quen với việc cho thả chạy tự do trong sân vườn trong khi mình yêu cầu nhốt chó lại cấm không cho chó đi vệ sinh trong sân vườn yêu cầu nhốt chó đã bị người thuê nhà chống đối quý vị biết là đối với người yêu chó và nuôi chó thì chó cũng giống như con cưng của họ vậy, cho nên họ xót chó của họ, còn mình thì xót quyền làm chủ nhà của mình. Đối với yêu cầu cấm thả chó ra sân vườn là mình làm đúng luật chứ mình không ủy quyền làm chủ nhà để cấm người ta thả chó chạy rong. Theo luật ở Đức thì người thuê nhà được phép nuôi một con thú cưng trong căn hộ. Miễn là con vật đó không làm phiền đến cuộc sống của những người hàng xóm sống trong khuôn viên ngôi nhà. Nếu thú cưng đó là chó mà con chó đó thường xuyên sủa mỗi lần sủa liên tục trên 15 phút và nhất là giờ nghỉ trưa hay là buổi tối. Luật buộc người nuôi chó phải quản lý được con chó đó không để cho nó sủa thường xuyên và cấm người nuôi thả chó ra bên ngoài khu vực căn hộ không để nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những người hàng xóm lân cận. Nếu người thuê nhà không quản lý được con chó của họ thì họ không được phép giữ lại con chó trong căn hộ. Vấn đề này đã bị người thuê chống cự, vì vậy mình phải lên tiếng chấm dứt hợp đồng cho thuê lấy lại nhà. Đối với người thuê đã ở từ năm cho đến 8 năm thì họ sẽ có thời hạn là 6 tháng kể từ ngày thông báo để người thuê có thể tìm chỗ ở mới. Tuy nhiên gia đình ấy đã chống cự, không chấp nhận dọn đi. Chồng mình thì dễ tính cho nên không thấy bị con chó làm phiền và cũng không muốn để cho người thuê dọn ra khỏi nhà. Còn mình là người nghiêm khắc, một khi mình là chủ nhà mình áp dụng đúng luật thì buộc người thuê nhà phải chấp nhận chứ không có chuyện để người thuê nhà lớn lướt một khi đã bị họ lấn thì mình sẽ không nhượng bộ vì vậy mình đã tìm đến văn phòng luật sư đây là văn phòng luật sư phải trả tiền chứ không phải văn phòng luật sư miễn phí để giúp đỡ cho người thuê nhà hay là chủ nhà ở đức tất cả mọi thành phố đều có văn phòng luật sư miễn phí dành cho người thuê nhà và văn phòng luật sư miễn phí dành cho chủ nhà tuy nhiên đã nói đến luật sư mà miễn phí thì sẽ không có được kết quả như mong đợi do đó mình đã không vào đó khi mình đến gặp luật sư luật sư xem hồ sơ xong thì trả lời là không thể lấy lại nhà cho dù có lý do bị con chó làm phiền đi chăng nữa thì cũng rất khó có cơ hội lấy lại nhà bởi vì trên giấy tờ nhà của mình thuộc loại tri family house đó là nhà dành cho ba gia đình nhưng mình đã đưa giấy tờ của sở thuế nhà đất ra để chứng minh là nhà mình chỉ thuộc dạng spy family house là nhà dành cho hai gia đình thôi chứ không phải nhà dành cho ba gia đình. Luật sư lại tiếp tục nói, ok như vậy nhà bà thuộc dạng hai gia đình, nhưng nhà bà có tới 3 căn hộ có cửa ra vào riêng với diện tích 320 m2 trong khi gia đình bà chỉ có hai người thì diện tích đó vượt quá diện tích cho phép ở với hai người. Vì vậy cho dù bà có ra tòa thì cũng sẽ không thể thắng kiện. Hơn nữa chi phí ra tòa sẽ tốn rất rất nhiều tiền và mất thời gian có khi kéo dài đến khoảng 8 năm bởi vì có rất nhiều ban ngành sẽ xuống nhà bà thẩm định kiểm tra. Cho nên tôi khuyên bà nên cân nhắc lại có nhất thiết phải chấm dứt hợp đồng cho thuê hay không khi nghe chi phí ra tòa mắc rất nhiều so với chi phí trả cho luật sư thì mình đã hỏi bà ấy là như vậy mình phải trả cho bà ấy bao nhiêu tiền thì bà luật sư trả lời là số tiền trả cho luật sư không cố định mà nó dựa trên diện tích của căn nhà và dựa trên phần diện tích cho thuê ví dụ như diện tích căn nhà nhỏ diện tích cho thuê nhỏ thì số tiền trả rất ít còn nếu như mà diện tích lớn thì số tiền trả càng lớn với diện tích của nhà mình thì mình phải trả số tiền tương đương 9.500 euro cho việc lấy lại nhà và việc xử lý vụ con chó. Cho nên nếu phải ra tòa thì số tiền phải trả cho tòa án có thể gấp đôi số này hoặc nhiều hơn nữa. Đó là lý do mà bà luật sư khuyên mình nên dừng lại. Một lời khuyên cho quý vị là nếu như quý vị đã tìm đến nhờ luật sư giúp đỡ thì không chỉ đến đó ngồi để nghe họ nói và chấp nhận theo ý của họ mà là quý vị phải hỏi tất cả những gì quý vị cảm thấy thắc mắc cho nên trước khi đến gặp thì ở nhà nên ghi sẵn ra tờ giấy những gì mình muốn trình bày và muốn hỏi để lúc có mặt tại đó đôi khi mình không thể nhớ hết những gì muốn nói muốn hỏi và sau khi luật sư đã phán theo cách mà họ cho là nên làm thì nếu như mình không đồng ý thì mình phải phản biện lại và đồng thời phải đưa được lý do ra tại sao mình không thể chấp nhận và hỏi luật sư có hướng giải quyết khác không đương nhiên là luật sư sẽ đưa ra khả năng khác vì thật ra trước hết luật sư cũng muốn im đẹp cho cả đôi bên cũng như chọn cách giải quyết dễ dàng nhất cho họ nhưng nếu mình vặn vẹo một cách lịch sự có tình có lý thì họ sẽ tìm cách cố gắng giúp mình Cuối cùng thì bà luật sư cũng đồng ý giúp mình, cho dù phải ra tòa thì bà cũng sẽ tìm mọi cách bảo vệ quyền lợi cho mình. Sau khi luật sư gửi thư cho người thuê nhà yêu cầu chấm dứt hợp đồng, thì người thuê nhà đã không chấp nhận ngay mà ra điều kiện là ngoài cái thời gian 6 tháng họ được ở, thì họ yêu cầu là cho họ ở thêm một năm. Bà luật sư đã khuyên mình nên chấp nhận vì nếu lỡ như người thuê nhà cũng có thuê luật sư thì rất khó trong việc thắng kiện khi mà phải ra tòa. Mình thấy cho họ ở thêm một năm cũng không tệ lắm vì thật ra họ cũng là người tốt. Chỉ Duy có chuyện con chó và mình giận vì họ chống cự nên mình muốn cho họ biết cách tôn trọng chủ nhà. Mình chấp nhận để họ ở thêm một năm nhưng với điều kiện là tăng giá nhà cho thuê người thuê đã không chấp nhận tăng giá thế là bà luật sư cũng nhượng bộ khuyên mình đừng làm căng đừng để dẫn đến việc ra tòa mình trả lời luật sư nếu theo luật sau một năm người thuê nhà vẫn có khả năng kiện ngược lại mình không chấp nhận dọn ra thì như vậy nếu tôi không tăng giá khi ra tòa nếu lỡ như tôi thua kiện thì tôi mất tất cả tôi vừa không thể lấy lại nhà và vừa không thể tăng giá. Còn nếu như bây giờ tôi tăng giá mà sau này phải ra tòa tôi thua kiện đi chăng nữa thì ít ra tôi cũng có được số tiền cho thuê tăng giá hàng tháng. Vậy là luật sư đồng ý làm theo yêu cầu của mình buộc tăng giá và kèm theo câu cấm không được thả chó. Nếu vi phạm thả chó thì buộc phải dọn ra khỏi nhà ngay lập tức. Trong thời gian cho họ ở thêm một năm, thì mình thấy họ cũng có khá nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Do mình thấy gia đình họ sống tốt hơn, cho nên khi mà thời gian dịch corona bùng lên như vậy, nếu như buộc họ phải dọn ra khỏi nhà thì cũng gây khó khăn vất vả cho gia đình của họ, do đó mà mình tự mở lời cho họ ở thêm một năm nữa. Còn về số tiền mình phải trả cho luật sư gần 9.500 đó thì may mắn được bảo hiểm chấp nhận chi 100%. Chứ lúc đầu thì luật sư nói có khả năng bảo hiểm chỉ trả cho mình 400 euro cái phần mà mình kiện vụ con chó thôi. Còn cái phần mà mình lấy lại nhà đó thì bảo hiểm sẽ không trả. Nhưng cuối cùng luật sư đã giúp mình làm việc với bên bảo hiểm để bảo hiểm chấp nhận chi 100%. Trường hợp thứ ba nếu nhà thuộc dạng Zwei Family House giống như dạng nhà của mình nhưng mà có từ 5 căn hộ trở lên thì không được phép lấy lại nhà đang cho thuê. Trường hợp thứ tư là dạng nhà Cry family house hay me-family house là nhà dành cho ba gia đình hoặc là nhà dành cho nhiều gia đình trở lên thì không được đuổi người đang thuê ra khỏi nhà. Trường hợp thứ năm, nếu mua căn hộ thì đương nhiên căn hộ nó nằm vào hiện trạng căn nhà lớn là me-family house, nhà dành cho nhiều gia đình. Tuy nhiên khi mình mua căn hộ là mua căn hộ biệt lập. Do đó là cái căn hộ có diện tích nhỏ chỉ đủ để cho một gia đình ở thôi. Do đó mình có thể lấy lại nhà để ở với điều kiện là trong cái hợp đồng công chứng không ghi tiếp tục cho thuê. Tóm lại nếu mọi người mua nhà thì nên biết luật của từng loại nhà mà quý vị muốn mua và phải đọc kỹ bản thảo hợp đồng công chứng trước khi đến văn phòng công chứng ký tên mua bán. Nếu những điều kiện trong hợp đồng mình thấy không đúng hay không thỏa đáng thì phải yêu cầu luật sư công chứng sửa lại. Khi nào các điều kiện thỏa thuận hài lòng cả người bán và người mua thì hãy quyết định ngày ra công chứng ký tên. Hôm nào mình rảnh mình sẽ kể tiếp chuyện mua nhà và cái hợp đồng công chứng. Và việc hàng xóm mới đến, người Pakistan muốn chiếm đất nhà mình cho mọi người nghe nha. Svas Nguyễn chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã xem, like, chia sẻ và đăng ký theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo.